nè, nó đứng ở rình nè. Đó thấy không? Lắc cái mông tôi biết ông nhảy cái điều gì rồi ông ơi. Ông lắc cái mông tôi biết ông nhảy cái điều gì rồi. Ngửi đánh hơi được cái hơi của ông rồi. Cho ông đó. Cái gì của em mà anh Ân? Ừ. Anh nói con má vô trách nhiệm. Cắm mắt cho em nha. Ừ phải vậy chứ, ít ra phải vậy chứ cho ông đó. Thì đâu phải của anh đâu, của em anh mới cho đó. Cái thằng A Tróc này là mày phải đi tù. Mày rất là láo, mày phải đi tù. Cái án của thằng A Tróc này là phải án chữ chứ không phải là án số nữa. Cho mày gặp án chữ mày cút luôn. Ui sợ quá, sợ mày nhấp quá. Đi ha, mày nhấp đi ha, mày nhấp đi ha, tao quạo mày lắm rồi đó, mày nhấp đi ha. Đừng có chết tại sao mà nước biển lại mặn ha. Cho mày đi tù luôn. Án chữ luôn. Án chữ là mày hiểu cuộc đời của mày rồi đó. Án chữ là mày hiểu cuộc đời của mày đó. Đúng đây mày chữ này rồi tao nói. Nói mình 3 giây nữa thôi là mày liệm. 3 giây nữa là mày liệm. Nói mày liệm là mày liệm. Mày chạy đi, mày chạy cho nhanh vô. Mày chạy cho nhanh vô. Mày hổ mà báo, mày cáo, mày trồn. Đây đây đây, anh đang ra, anh đang ra, anh đang ra. Mọi nhà mày láo nháo, chết. Này 830 rừng, tham sự béo liền. Chuyên nghiệp mà. Sao chuyên nghiệp mà em Tâm nè, nè tao nói mày đi tù đi, mày đi tù, phải đi tù. Cái tội mà ăn rét người ta, giả bộ kêu ăn rét để tao vô mày quýnh tao, mày phải đi tù, án chữ luôn cho tao. Anh Ân game thủ chuyên nghiệp à? Anh Ân sao game thủ chuyên nghiệp đó. Phải không chị? Tại game thủ chuyên nghiệp không vậy? Chuyên nghiệp mà. Người ta đánh hạng A, hạng B, anh đánh là hạng F, hạng Z đồ á. Anh Ân hỏi lại đi anh Ân, cái gì anh vừa hỏi cái gì nhỉ? Đố em là đi tù án chữ với án số là em biết án chữ là gì, án số là gì không? Em đi tù án chữ với án số là gì? Đi tù mà án chữ với án số có nghĩa là gì? Biết không? Không biết không? Biết không? Ai em hỏi ai vậy? Người yêu em. Hỏi người yêu em à? Án chữ là tử hình đó, chứ tử hình với chung thân á. Còn án số là năm. Án số là có ngày về, còn án chữ là cút. Dễ hiểu mà sao mình không biết ta kìa. Có đi tù bao giờ đâu mà biết. À, chắc phải đi tù mới biết được. Đúng rồi đó. Người em đủ tuổi chưa? Chứ em gì đấy? Sinh năm bao nhiêu? Anh đang sinh năm bao nhiêu? Anh 96. Anh bằng tuổi anh. Trời ơi là trời, em này. Em Tâm lái máy bay à? Đúng đúng đúng. Không nhưng mà anh thích. Anh cũng là chùm lái máy bay. Má lại bài 6 anh giết có luôn à? Cho tôi ăn cái tắc trụ này của ông được không? Xiao mà chao mà me. Hay quá vậy bà. Chơi vậy sao? Đang có view, em đang có view tới giờ tự nhiên cái mất đôi tay. Kéo fan bay mới nhưng là trẻ đó. Mất cái thằng kia trong khi đang có 700 view cũng có những. Làm cái gì tôi đấy? Ghê vậy trời. Trời ơi là trời, chơi thủ chuyên nghiệp mà. Không xài ulti luôn. Xài ulti là cân 8 rồi. Ủa thằng này nó không ấy luôn à, không skill gì luôn mà. Trời ơi nó ăn luôn rồi. Ơ giúp mẹ rồi. Trời ơi là trời. Xài ulti là cân 8 rồi. Harry này nha, má đang tám xị của anh luôn kìa. Cút xị trước đi. Lát kìa, em có quy không? Chưa, muốn chơi. Có con mít đó nha. Mai con cua luôn. SB nó luôn mà. Bà nội nó. Em ăn hay nó ăn vậy? Đại mày. Chết tôi đó cậu ơi. Cứ đi luôn không khó chịu ghê. Chết là chết, chết rồi, khỏi dí chết hết rồi. Má nó dính cái e của con này xong nó không gió nữa. Em có người yêu đỡ. Người yêu nó mẹ nó giết em rồi Nâng ơi. Mạnh chưa? Má nó đam nhiều chưa? Đam nhiều ha. Đam to mà. Đó, này em no nó được, anh no nó được. Thằng 8 mạng nữa nó mới xanh thôi. Tâm ra đó mà cua được cái bắt luôn à. Hồi xưa anh đi học anh chùm ngơi cái bắt luôn mấy đứa. Hồi xưa anh đi học là chùm ngơi luôn, má anh đi chơi net mà gặp em ở ngoài Hưng Yên rồi, ngoài Bắc luôn. Má nghe cái giọng mê luôn nữa chứ. Nó chửi ghê lắm nha. Mà bây giờ em đang ở trọ hả? Em đang ở trọ. Ở trọ đó cao không? Cao. Tháng được 3. Má khoai hả? Má này mình có luôn, mình mong được có luôn. Chứ kỳ thôi thì sống không nổi đâu. Nè nó đứng ở rình anh nè. Đó thấy không? Lắc cái mông tôi biết ông nhảy cái điều gì rồi ông ơi. Ông lắc cái mông tôi biết ông nhảy cái điều gì rồi. Hửi đánh hơi được cái hơi của ông rồi. Mà giờ nó chưa thanh toán cho anh Duy nó chưa thanh toán cho anh em. Đông lắm anh em streamer Duy nào Duy còm hả? Không anh Duy Tạ ở bên Roy á, chủ của Roy á, Roy gì rồi. Nói chuyện mẹ. À! Thấy đầu game vô mà anh đánh anh cà nhấp là biết là có trình rồi. Nó cà nó bấm chữ S á, nó đánh cái nó bấm chữ S giật nó là kêu rồi. Cũng có tí kỹ năng đấy. Nó để B nó khó chịu ghê luôn anh. Đừng có sợ nè, nó gặp anh nó chạy không. Đây anh đây. Má không biết có quật đây không. Quật anh đây, nó cho anh đi gặp giới luôn. Anh đang qua, anh đang qua. Đủ dẻo vậy ta. Dẻo quá nhờ. Tí anh có lát là cho rác nó cút. Mẹ nó không có mắt mà sao nó trưởng vậy? Ở đâu của em với? Anh ơi. À. Chết luôn rồi, anh có thiêu đốt chết luôn. Rồi. FB này nó ôi rồi ơi khó chịu quá nhờ, khó chịu đấy. Còn FB nó cứ kiểm soát hết, không làm gì được. Ăn Baron luôn, có thể ăn Baron luôn. Đang ăn Baron á, bọc nó đường nó hết. Em đã kịp. Cản nó lại, đừng né. Đây nè, nó đây nè. Má Harry nó không gió ghê vậy đấy. Anh đấm cho đấy. Không sao, em ra kịp là được rồi. Ô, ghê vậy. Ê, nó về mà anh ra không kịp à. Định ra ăn luôn. Anh với em ăn lẹ lắm. Ăn luôn anh ơi, ăn không? Ăn không em biết nè. Ăn luôn. Đang nhắn tin dành. Nhắn tin gì đấy? An với lại Phụng đồ ao bên Senna hết hả ta? Cái đó không phải Senna đâu. Em hiểu sao mọi người cứ kêu là Senna trong. Sao kêu Senna Studio làm... mà? Thì đặt tên vậy thôi, chứ thật ra là lấy tính là để cho ổng kéo mọi người, mà ổng có kéo được cái gì đâu mà. Nhưng mà An view cũng cao mà. Ai thằng An hả? Thằng An nó view là đâu phải do ông Senna kéo đâu. Ờ ý là view của nó, view thật của nó. Để đánh em, anh có rờ lát rồi. Đánh on nè. Trong công ty đó cả, thề em cũng đá kích động ấy. Em chơi với ông em cảm giác như bị vô cảm ấy. Thấy ông cũng vui tính mà. Senna bằng tuổi anh. Mà anh thật sự 96 mà trong giấy tờ anh 97, bình thường anh kêu anh Duy mà cờ bằng anh không? Chém nó mày giỡn hơi nhiều, em tao nó hơi nóng. Để cái mic luôn em ơi. À, live bên đây cũng có tầm 5-10 view, mười mấy view, 20 view. Bên đây live Zero, anh biết Zero không? Zero hay làm TikTok với gấp Kami đồ á. Live bên đây cũng có 1-2 view chứ nhiều. Mà live vậy rồi anh live nó mười mấy view mà. Ừ. Vì mình đánh coi đấm cho đấy. Nó không tính lắm á. Cứu anh. Được chết luôn. Hay quá. Em liền con Silas ở đâu đây giờ mới xuất hiện vậy? Tụi nó còn mỗi em với anh chứ. Má game này cũng gọi là cũng hơi tái á nhờ, chứ không phải là hủy diệt ha. Silas nó mét. Chơi anh á. Không gặp anh chắc hơn cũng hơn. Sao anh phải tăng lại em tăng ta? Thì con lính này nè, nó đứng ở trong tầm mà nó không ấy anh à. Ảo thật đấy. Okay, sao nó, anh đứng gần hơn em mà nó không đâm ai, anh mà nó đâm em ác quá chứ. À, nhưng mà bây giờ mới có đường mấy người follow sẽ qua có để chắc tầm nửa tháng. Có gì anh chỉ em ra trên thằng em luôn. Để mai để tí anh chỉ cho. Hôm bữa em thấy anh Khoa nó lên tận 120 mấy người thôi vậy anh. Khoa làm gì có hợp đồng bên đây đâu. Có mà. Nó nói nó có mà anh. Anh thấy có trong nhóm G-Live đâu, anh nằm ở trong nhóm G-Live miền Nam mà anh có thấy anh Khoa nằm ở đâu đâu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ân Castropia. Hiện tại mình đang livestream ở trên ứng dụng GG Live vào lúc 16 giờ hàng ngày từ thứ Hai cho đến Chủ nhật. Anh em tải ngay app GG Live và ấn follow mình để có thể thưởng thức những buổi livestream thú vị của mình nhé.